Chào các bạn, trước mắt chúng ta đây là phiên bản Toyota Innova 2018 thế hệ mới. Phiên bản đứng cạnh tôi đây là phiên bản Innova E số sàn 8 chỗ ngồi, hiện tại đang niêm yết ở mức giá là 743 triệu đồng. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Innova 2018 thế hệ này có gì mới. Toyota Việt Nam đã quyết định giảm giá đến 50 triệu cho dòng xe Toyota Innova 2018. Tuy vậy, xe lại được bổ sung thêm những tính năng vô cùng cần thiết như cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành nhanh tốc. Với những nâng cấp này, Toyota Innova 2018 hứa hẹn tiếp tục không có đối thủ trong khuôn phân khúc MPV đa dụng 7-8 chỗ ngồi tại Việt Nam. Thiết kế phần đầu xe Toyota Innova 2018 thật sự gây được ấn tượng rất tốt khi phần đầu xe đã được tái thiết kế hoàn toàn, mọi chi tiết kết hợp cùng nhau tạo lên một diện mạo cứng cáp và hiện đại hơn. Nắp capo không còn nghiêng thấp về phía trước quá nhiều. Khu vực này cũng xuất hiện thêm hai đường gân dập nổi lộ rõ, nối liền góc chữ A và cụm lưới tản nhiệt đa giác cỡ lớn. Phần mặt ca lăng không còn mạ chrome toàn bộ mà nay được thay thế bằng các nan nhựa sơn nền bóng ở phần bên dưới. Trong khi đó, phía trên hai thanh nẹp chrome trải dài nhập liền lạc vào với đường viền cụm đèn pha, trông không khác là bao so với mẫu SUV Highlander. Sau cùng, cản trước đầy đặn càng tăng thêm vẻ vững chãi và an tâm cho thế hệ Innova 2018 hoàn toàn mới. Về hệ thống chiếu sáng của Innova 2018, hốc đèn đã được mang tạo hình hoàn toàn mới, bám sát vào lưới tản nhiệt rồi ôm sang hai bên thân xe đầy sắc sảo và thời thượng. Điểm đáng chú ý là tín hiệu đèn báo rẽ này đã cách tách khỏi đèn pha, bố trí thấp ngay cạnh đèn sương mù trông khá lạ lẫm và có đôi chút hơi mất cân đối. Nếu hai phiên bản G và E sử dụng đèn chiếu xa gần đều dạng halogen phản xạ đa chiều, thì Innova V nâng cấp hơn với đèn cốt kiểu LED projector. Phần thân xe Innova 2018 mang thiết kế mới với dáng vẻ trườn dài về sau và các chi tiết khá bóng bẩy khiến Innova 2018 trông hết sức thanh thoát và lịch lãm. Gương chiếu hậu cùng màu thân xe được tích hợp chỉnh điện cục điện giống như trên các phiên bản của Hilux 2017. Bộ la răng có lẽ là điểm trừ duy nhất khi nói về phần thân xe Innova 2018. Toyota vẫn chưa mang đến tỷ lệ tương xứng giữa chiều dài, chiều cao và phần kích cỡ lốp của Toyota Innova. Nếu Toyota tăng kích cỡ mâm của bản V từ 17 thành 18 inch, còn bản E và bản G từ 16 thành 17 inch, thì Toyota Innova 2018 sẽ càng bắt mắt và khỏe hẳn. Đuôi xe Innova 2018 có thể miêu tả bằng 3 từ: gọn gàng, vuông vức và gãy gọn. Toyota đã loại bỏ hoàn toàn sự mềm mại trung tính và thay bằng đó vào phong cách hiện đại và trẻ trung hơn với đuôi lướt gió cỡ lớn, anten V cá mập, hai đèn phản quang mảnh nằm trên cản sau cơ bắp, nhất là cụm đèn hậu hình chữ L nằm ngang sắc lẹm. Quan sát kỹ hơn, ta sẽ thấy đèn hậu được thiết kế thành 3 cụm tương đối khác biệt, một phần bố trí trên cửa sau trong khi hai phần còn lại đặt dọc theo thân xe, kích cỡ phân bộ hợp lý và cho khả năng cảnh báo tốt, cùng với đó là tạo sự hài hòa cho đuôi xe. Các bạn có thể nhận thấy gần như không có sự khác biệt giữa hai phiên bản 2017 và 2018. Vậy thì tại sao người ta lại quy ra phiên bản 2017 và 2018? Nếu chỉ nhìn vào phía bề ngoài, thiết kế ngoại thất này thì tôi khẳng định gần như các bạn không thể phân biệt nổi. Vậy thì chúng ta sẽ làm cách nào để biết được đâu là phiên bản 2017 và đâu là phiên bản 2018? Thì chúng ta sẽ mời quý vị các bạn vào trong xe. Đây là phần thiết kế nội thất của chiếc xe. Các bạn có thể cảm nhận thấy việc đầu tiên có sự khác biệt so với phiên bản cũ, đó là phiên bản 2018 này sẽ được bổ sung thêm một màu phiên bản mới, đó chính là phiên bản màu ghế da này, nội thất màu đen, chúng ta thường hay gọi là xe Innova E Black. Đối với phiên bản 2017 thì chỉ có duy nhất một màu nội thất, đó là màu nâu. Còn sang phiên bản 2018 thì Innova 2018 mang đến hai sự lựa chọn về nội thất, đó là nội thất màu đen và nội thất màu nâu. Ngoài ra thì về nội thất, xe vẫn giữ nguyên những đường nét như cũ, bao gồm tay lái này được mạ bạc, thiết kế ba chấu có tích hợp đầy đủ các nút bấm. Ghế thì như thường lệ thôi, vẫn là ghế nỉ và chỉnh cơ. Toàn bộ các phím, các cụm giải trí như là đài CD, một đĩa bốn loa này, rồi là điều hòa, chúng ta vẫn là chỉnh cơ, tất cả các nút này đều là chỉnh cơ hết. Xe thì cũng được trang bị đầy đủ các chức năng lái như Eco và Power để tiết kiệm năng lượng hoặc là tăng sức mạnh động cơ. Đi kèm với xe là hộp số sàn 5 cấp, số lùi thì ở ngoài cùng. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai phiên bản 2017-2018 đó chính là ở chức năng. Một chức năng cực kỳ quan trọng đối với những chiếc xe lớn đó chính là cân bằng điện tử, giúp cho chúng ta ổn định thân xe hơn khi vào cua. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết hơn về cái nội thất của chiếc Innova này, xem có gì nổi trội.
nội thất Toyota Innova 2018 cho thấy sự rộng rãi hơn so với phiên bản Toyota Innova 2016 khi khoảng trần xe được đẩy cao 10mm so với phiên bản cũ. Cách bố trí sắp xếp ở 3 hàng ghế cũng không khác so với thế hệ Innova 2014 khi số chỗ ngồi ở mỗi hàng ghế dành cho phiên bản E là 2, 3, 3. Toàn bộ 8 ghế đều được bọc ở chất liệu nỉ thường và không thấm nước. Với sự bố trí như vậy, liệu ngồi hàng ghế thứ hai có thật sự thoải mái hay không? Chúng ta sẽ cùng trải nghiệm ngay sau đây. Nào, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm hàng ghế thứ hai. Đây là hàng ghế thứ hai của Innova E phiên bản 8 chỗ. Các bạn có thể quan sát tôi cao 1m70. Đây là vị trí mà tôi ngồi thấy thoải mái nhất. Trần xe rất là cao, phải đến 20 phân nữa. Khoảng để chân đầu gối rất thoải mái. Và đặc biệt đối với hàng ghế thứ hai này so với phiên bản cũ, chúng ta sẽ có thao tác gập ghế rất đơn giản thôi, đúng vị trí tay này thôi. Một động tác duy nhất chiếc ghế sẽ gập ngược về phía trước ngay lập tức. Và với ghế này chúng ta có thể ngả được này. Đó. Hoặc có thể trượt ghế được, mặc dù chỉ là điều chỉnh cơ thôi. Tư thế ngồi này của tôi khá là thoải mái và tôi nghĩ rằng một trong những điểm mà Toyota mạnh nhất đó chính là cái khoang thiết kế về nội thất cực kỳ rộng rãi. Không nhiều tiện nghi nhưng rộng rãi và rất thoải mái. Toàn bộ tất cả các vị trí ghế của Innova đều được trang bị cửa gió điều hòa, giúp cho không khí sẽ được luân chuyển đều hơn trong xe và mát tới tất cả các vị trí. Đó là một điểm mà không phải hãng xe nào cũng có được. Cách bố trí và sắp xếp khu vực điều khiển trung tâm cũng đã có những bước tiến lớn. Ở Innova 2018 phiên bản E, Toyota sử dụng nhiều mảng ốp nhựa giả carbon trẻ trung để kết hợp với cùng cụm giải trí, điều hòa có rất nhiều nút bấm nhưng tuy nhiên lại là điều hòa chỉnh cơ. Innova 2018 trang bị tiêu chuẩn vô lăng 4 chấu mạ bạc, tích hợp các nút điều chỉnh đa chức năng. Riêng phiên bản V vẫn đắt giá hơn cả với việc được bổ sung bọc da, chỉ khâu nổi trang trí và cả một đoạn ốp gỗ từ góc 11 giờ đến 1 giờ. Điểm qua tính năng giải trí ở hai phiên bản Innova dưới 900 triệu, khách hàng sẽ có được một đầu CD một đĩa, 6 loa, radio AM, FM, hỗ trợ nghe nhạc MP3 và kết nối AUX, USB, Bluetooth. Không chỉ có được không gian rộng rãi hơn trước, khả năng cất giữ vật dụng cá nhân, chuyên chở đồ đạc của Innova 2016 thật sự cũng đã gia tăng đáng kể. Các hốc để ly để chai, hộc để đồ được bố trí khắp cabin hết sức tiện dụng và ngay tại vị trí ghế phụ, Toyota còn khéo léo cung cấp một ngăn làm mát, đủ nước uống cho cả 7 hành khách. Hiện tại, Toyota Innova 2018 có đến 4 phiên bản cho khách hàng lựa chọn. Tại Việt Nam, với những ai kinh doanh dịch vụ như chuyên chở hành khách hay cho thuê xe thì Innova 2.0e và G sẽ là sự đầu tư hợp lý với cabin 8 ghế ngồi bọc nỉ cũng như các trang bị tiện nghi khá đầy đủ. Ở phân khúc nhu cầu cao hơn ở các công ty, cơ quan và gia đình, dốc hầu bao hơn 1 tỷ đồng cho bản 2.0V sẽ là một vấn đề được cân nhắc kỹ lưỡng bởi khách hàng vẫn chưa quen với việc Innova này đã chạm tay đến mốc 9 số 0. Chiếc Toyota Innova này hiện tại đang được Toyota Thăng Long bán ra với mức giá là 743 triệu đồng, đi kèm chương trình khuyến mại từ 30 đến 45 triệu đồng tùy từng thời điểm. Innova 2018 có hỗ trợ trả góp lên đến 80% giá trị xe, thủ tục thì rất đơn giản. Các bạn có nhu cầu tìm hiểu về xe cũng như là các tính năng an toàn, các tính năng tiện nghi hoặc là về thủ tục trả góp có thể liên hệ với số hotline bên dưới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Xin chào.